mẹ đây, Vinh Diệp hãy tin tôi, liệt vào quân lính chiến, kỳ muốn tìm kiếm tôi, anh phải đi ngay vào chốn Trần Tiền. Kính thưa Thánh, đây là khúc của bài hát ca tại chốn Trần Tiền. Thì giờ này bà Hàng Liên và Thánh Thế Liên sẽ ngợi khen tôn Chúa. Thank you.
Chúa sống lại cho môn đồ có quyền phép. Và chúng ta kinh phân đại thánh, chúng ta sẽ được nghe lời tới Chúa dẫn lượng buổi sáng hôm nay được chép ở trong sách Mát trong 16 ở trong 15 đến câu số 20. Tôi xin phép đọc phân đoạn kinh thánh này. Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu pháp báp têm sẽ được rỗi, nhưng ai chẳng tin sẽ bị trừng phạt. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này: lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì, hãy đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ được lành. Đức Chúa Giêsu phán như vậy rồi thì được đem lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Về phần các môn đồ thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng các làm với các môn đồ và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững dạ. Thì giờ này xin kính mời ông sư có một dụng để ở đây chia sẻ lại câu chuyện của cho anh nha. Kính chào các cha hội thánh, chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì chúng ta có thời giờ để chúng ta suy gẫm lời của Chúa trong tinh thần của Chúa sống lại trong thời gian trước khi Chúa lên trời. Đó là đây là thời gian mà các môn đồ đang cần một cái sự an ủi, cần sự khích lệ, vì chúng ta biết rằng họ đi bên cạnh Chúa suốt 3 năm rưỡi, và khi Chúa lìa bỏ họ để về trời thì Chúa cũng chuẩn bị cho họ một cách để họ có thể tự lập, tự làm việc, chứ không còn phải là những người mà nương dựa vào Chúa nữa. Chúng ta thấy rằng khi Chúa Giêsu kêu gọi họ thì họ luôn luôn đi bên cạnh Chúa, thấy Chúa làm các cách lạ, Chúa cho nhiều người được no nê, Ngài đủ quỷ và làm nhiều việc rất là kỳ diệu trên biển cả, trên thiên nhiên. Nhưng mà những việc đó là Chúa làm. Chúng ta thấy rằng tất cả những việc mà họ đi theo để chứng kiến, để hầu việc, để phục vụ Chúa là họ thấy chính Chúa Giêsu Ngài thực hiện. Còn bây giờ thì Chúa Giêsu về trời thì ai sẽ thực hiện? Đây là điều mà chúng ta thấy rằng hội thánh của Chúa tại sao mà có được ơn và có nhiều người thật sự được trở thành những người hầu việc Chúa. Vì cơ Chúa Giêsu Ngài nói với các môn đồ rằng: hãy đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa sẽ cùng làm với môn đồ và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo. Tức là Chúa sai các môn đồ ra đi và cứ giảng đạo ở khắp mọi nơi, thì ai là người thực hiện những điều đó thì Chúa sẽ ban cho họ có một cái quyền năng, có quyền phép. Mà những quyền năng, quyền phép này nó không phải giống như là những điều của trần gian có đâu, nhưng đều là bởi sự ban cho của Chúa Giêsu. Đó chính là Ngài ở cùng với những người đó, Ngài ở cùng với những ai có lòng đi ra giảng đạo, có lòng đi ra để phục vụ Chúa cho mọi người. Chữ giảng đạo mà chúng ta có thể hiểu đây không phải là lý thuyết, mà là Chúa muốn cho các con cái của Chúa thực hành những công việc của Chúa, chứ không phải là giảng đạo theo cái nghĩa của người phương Đông, theo cái cách của chúng ta hiểu theo tiếng Việt đó. Là giảng đạo có nghĩa là đi ra và phải nói làm chứng bằng lời nói của mình, thì đó là cách giảng đạo. Nhưng mà với cái tinh thần mà Chúa Giêsu Ngài muốn cho các môn đồ của Chúa thực hiện những công việc của Chúa, cho nên chúng ta thấy rằng trong sách Mát đoạn 16 mà chúng ta đã vừa nghe đọc qua đó, thì chúng ta thấy như thế này. Giảng đạo đó là gì? Những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này: lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay,
như uống giống chi độc cũng chẳng hại gì, hãy đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành. Như vậy thì chúng ta thấy rằng việc giảng đạo mà Chúa muốn truyền cho các môn đồ, cho những người đi ra để làm cho người ta thấy rằng Chúa có thật hay không, Chúa Giêsu có phải là đấng sống và có quyền năng hay không, chính là qua những công việc, qua những quyền phép mà Chúa đã truyền và đã ban điều đó cho các môn đồ của Ngài. Thì không phải là tất cả mọi người đều có được tất cả những cái ân tứ này đâu, nhưng mà mỗi một người sẽ có một cái ân tứ khi chúng ta muốn bày tỏ cho những người xung quanh của mình biết về quyền năng của Chúa. Quyền năng của sự sống lại của Chúa Giêsu đó là chúng ta thấy rằng khi Chúa sống lại thì Ngài đã cho mọi người biết rằng quyền năng của cả trời đất vũ trụ là trong tay của Chúa. Quyền năng của sự sống sự chết là do nơi Chúa Giêsu. Chính Ngài đã thắng hơn được sự chết, và Ngài cũng để cho các môn đồ biết rằng muốn được những quyền phép đó thì họ cứ làm một cái công việc là đi ra, đừng làm một cái nhân tố mà người ta phải cầu cạnh mình. Ý nghĩa của chuyện đi ra giảng đạo đó là mình phải phục vụ. Chúa Giêsu khi Ngài đến thế gian thì Ngài đã trả lời cho các môn đồ và cho tất cả mọi người đều biết rằng con người đến ở trong thế gian là để hầu việc mọi người, chứ không phải là để cho người ta hầu việc mình. Thật ra những người nào các môn đồ của Chúa, chúng ta thấy rằng họ đều có một cái tính tích cực, họ đều là những người không phải chỉ để đợi người khác đến với mình, nhưng họ đi ra và họ thực hiện những công việc của Chúa một cách trung tín, hết lòng. Họ có thể là những người đi từ nơi này sang nơi khác, họ có thể gặp gỡ người này người kia với rất là nhiều đối tượng. Và chính vì vậy mà khi họ đi ra, họ nói chuyện, họ làm việc thì người ta mới thấy được quyền phép của Chúa ở trong cái đời sống của những môn đồ của Ngài. Thật sự là những người có tinh thần cứu giúp, có tấm lòng yêu thương, có cái đời sống mà luôn muốn đem những cái điều tốt, những điều ích lợi cho con người, chứ không phải là những con người mang cho mình những cái hình ảnh của cái sự ích kỷ hay là của những cái tinh thần mà giống như ngày hôm nay chúng ta gọi là quan chức đó. Đối với những người hầu việc Chúa, những người thật sự là môn đồ của Chúa không bao giờ trở thành một người quan chức cả. Đó là một điều khẳng định như vậy. Không phải là những người có quyền hành ở trong nhà thờ, không phải là những người mà sai khiến người này điều khiển người kia theo đường lối chỉ đạo, nhưng mà là những tôi tớ, là những người phục vụ. Mà Chúa Giêsu đã nói với các môn đồ rằng nếu ai muốn làm lớn ở trong nước thiên đàng thì phải trở thành những người nhỏ nhất. Cho nên chúng ta thấy rằng khi mà Chúa Giêsu Ngài ban cho các môn đồ, điều đầu tiên được quyền phép là họ phải đi ra thực hành công việc Chúa, chứ không phải đi ra chỉ có dùng cái môi miệng, cái lời nói không mà thôi. Và muốn được như vậy, muốn đi ra để mà thực hành được lời của Chúa, thì cái thực hành đầu tiên mà Chúa muốn ban cho họ cái quyền phép này, đó là họ phải chờ đợi để được Thánh Linh của Chúa ngự cùng. Họ phải ở trong thành Jerusalem 10 ngày để giúp nhau lại cầu nguyện. Còn gì nữa? Không phải chỉ có nhắm mắt lại cầu nguyện giống như các chúng ta đâu. Nếu như trong 10 ngày đó mà họ cứ ngồi lại, họ nhắm mắt cầu nguyện từ sáng đến tối, thì chúng ta có thể tưởng tượng được cái điều gì nó sẽ xảy ra không? Chắc chắn rằng nó sẽ không bao giờ một người nào mà đủ sức để mà ngồi lại cầu nguyện suốt từ sáng đến chiều tối. Ngày hôm nay có những người cầu nguyện một cách chăm chỉ, siêng năng, có thể 1 giờ, 2 giờ cũng được. Nhưng mà phần lớn tôi được biết là các người con cái của Chúa trong cái tinh thần của ngày hôm nay đó là cầu nguyện rất là ngắn, 5, 10 phút, 15, 20 phút là đã đủ rồi cho một ngày hay là cho một lần cầu nguyện rồi, chứ không có được những cái thì giờ mà gọi là suốt ngày để mà cầu nguyện.
Như vậy thì họ hiệp chung nhau lại ở tại trên phòng cao đi. Cầu nguyện là để làm gì? Chúng ta thấy rằng với số đông, số lượng người, cả 120 người ở tại trên chốt phòng cao suốt trong 10 ngày ở tại thành Jerusalem để cầu nguyện như vậy. Chúng ta thấy rằng họ phải thực hành một việc rất là quan trọng. Đó là Chúa muốn cho những người này họ có cái tình yêu thương lẫn nhau trước hết. Hội thánh của Đức Chúa Trời muốn đi ra và muốn phục vụ được thì họ phải có tình yêu thương, họ phải có sự nhịn nhục. Họ vừa yêu mến Chúa, vừa chờ đợi Chúa ban cho quyền phép, nhưng mà đời sống của họ trước hết phải là những người yêu mến Chúa và yêu mến lẫn nhau một cách thành thật. Và bởi những cái điều đó mà khi Chúa ban những cái ân tứ, người này thì được ân giảng đạo, nghĩa là rao truyền cái lành một cách rất là mạnh mẽ. Người thì được ơn chữa bệnh, người thì được ơn nói những tiếng của Thánh Linh ban cho, người thì được đủ quỷ, người thì có cái sự phục vụ để giúp đỡ cho những người nghèo. Tất cả những cái điều này họ làm với nhau trong một cái tinh thần rất là kính sợ Chúa Trời và hiệp một, tôn trọng cả những cái ơn mà Chúa đã ban cho người khác. Không có cái cách hành xử của những người mà chúng ta thấy ngày hôm nay thì thiếu ơn của Chúa đó, thì mình làm được công việc này mình chỉ trích công việc kia. Mình tôi làm được việc giảng đạo, giảng có thể giảng hay thì tôi sẽ nói, tôi sẽ đem ra ngồi nói chuyện với người này người kia, tôi sẽ phê phán ông này giảng dở quá, ông kia sao mà giảng không có được ơn, người đó sao mà giảng. Mặc dù nó không có đưa mình lên cao là tôi là cái người đầy ơn, nhưng mà nhằm cái mục đích là khi mà mình nói những cái người khác giảng dở, những người khác nói không có hay, thì trong cái tinh thần đó chúng ta thấy là rõ ràng là từ cái lòng tự cao của mình đang đưa mình lên, bởi vì mình đang chê người khác. Trong cái nguyên tắc mà khi chúng ta không có thứ cai trị đó thì chúng ta thường hay đề cập đến chuyện của người khác, chứ chúng ta không phải là cái tinh thần để gây dựng khích lệ cho chính mình và nâng đỡ những người khác để họ cũng được ơn hơn. Rồi có những người thì sao nữa, nếu như trong cái phòng cao tại nơi đó mỗi người họ nói chuyện với nhau rằng mình có ơn cầu nguyện chữa bệnh, những người khác thì nói rằng cái người này cầu nguyện chữa bệnh như thế nào đâu, làm sao mà ấy được, làm sao mà biết được, làm sao kiểm chứng được, vân vân. Chúng ta sẽ thấy rằng cái việc như vậy đó thì nó sẽ đem đến một cái kết quả gì? Cái kết quả là những người khác họ sẽ có một cái lòng nghi ngờ. Nghi ngờ ngay chính được trong vòng của những anh em, của những sứ đồ là những người đang ở tại thành Jerusalem nó trước hết cả, rồi nó sẽ đi lan ra mọi người. Chúng ta sẽ thấy là như vậy thì làm sao mà chúng ta sẽ thấy có được cái quyền phép của Thánh Linh của Chúa để đi ra mà giảng đạo được. Giảng đạo là chúng ta phải có cái niềm tin và chúng ta thấy tinh thần, và những người cùng ở trong một cái sự hiệp một Thánh Linh đó phải công nhận, phải chứng tỏ rằng đây là quyền năng của chính Chúa thì những người khác mới tin. Chứ còn mỗi người cứ tự đề cao của mình lên, mình công việc của mình, rồi thì mình chê cái công việc của người khác, rồi mình lại nói xấu với những người khác về những chuyện này chuyện khác, về quyền năng của Chúa nữa. Những điều này chúng ta sẽ thấy đây là một sự xúc phạm đến Đức Thánh Linh. Đây là một việc mà tại sao chúng ta không thấy được cái quyền năng của Chúa dành cho hội thánh của Ngài trong những công việc lớn lao. Bởi vì quyền phép của Chúa Trời ngày trước hết ngày chuẩn bị tức là một cái món đồ, đó là một sự khiêm nhường thật sự, làm sự cầu nguyện với Chúa và yêu thương lẫn nhau. Họ có nhiều cái thời giờ để mà họ nói chuyện với nhau trong 10 ngày ở tại thành Jerusalem, vừa cầu nguyện, vừa biết cách đối xử với nhau, vừa thông cảm với nhau, vừa hiệp một với nhau. Chứ không tài nào, không phải là họ là những người mà 120 người đó họ cầu nguyện từ sáng đến tối, nhưng mà họ còn nói chuyện với nhau, gặp gỡ lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau, chia sẻ và gây dựng đức tin cho nhau. Và trong 10 ngày đó thì họ thấy được cái điều rất là kỳ diệu là họ ai nấy cũng có được cái quyền năng của Chúa. Người này có cái quyền năng này, người khác có quyền phép khác, và tất cả những điều đó cùng để đem đến một cái sự hiệp một rất là lớn. Và nhờ đó mà chúng ta thấy là khi Thánh Linh giáng lâm thì hội thánh của Chúa Trời được phát triển. Và chúng ta nên nhớ rằng trong Kinh Thánh, khi mà Chúa nói cho các môn đồ biết về cái xiên mới,
mà các môn đồ họ được dịp nói trong ngày Thánh Linh giáng lâm. Đó là những tiếng mà Kinh Thánh ghi rất là rõ, tiếng người La Mã, tiếng Hy Lạp, tiếng Mesopotami, tiếng Bạc Thê, tiếng những tiếng, kể cả những thổ ngữ nữa. Như vậy thì có người thì nói được những cái ngôn ngữ chính, có người nói được những ngôn ngữ phụ, nhưng mà tất cả những ngôn ngữ đó đều là những ngôn ngữ mà các môn đồ họ chưa từng học. Không ai dạy, không có trường lớp. Chúng ta thấy rằng ngay trong cái việc mà khi mà họ cùng nhóm nhau lại để mà cùng thờ phượng Đức Trời, cùng cầu nguyện Đức Trời, thì họ không có cái gì giờ nào để mà cho dầu họ học một cái ngôn ngữ của những người khác đâu. Ngày hôm nay chúng ta thấy là học ngoại ngữ rất là khó, chưa nói đến học tự ngữ. Thật ra thì những cái tiếng như là tiếng Hy Lạp hay là tiếng Hebrew ngày hôm nay được gọi là tự ngữ, là những ngôn ngữ mà ít có người sử dụng và cũng không ai có thể nói được dễ dàng. Nhưng mà vào trong cái thời kỳ lúc bây giờ thì chúng ta biết rằng những ngôn ngữ, những thổ ngữ và những ngôn ngữ mà người ta chưa có thể biết, chưa có được học, thì Thánh Linh của Chúa ban cho các môn đồ họ được cái ân tứ đó. Có thể lắm rằng nếu như chúng ta suy nghĩ ngoài trừ cái việc cầu nguyện, trong cái việc mà họ gặp gỡ với nhau để yêu thương, chúng ta cũng suy nghĩ điều gì nữa. Có thể lắm rằng trong những cái lúc cầu nguyện học hỏi đó, họ cũng được Chúa Thánh Linh ban cho họ cái lòng khao khát ham học. Họ có thể mở Kinh Thánh ra, những sách Cựu Ước, họ hãy đọc cho nhau nghe, họ phải giải thích cho nhau nghe. Nếu cùng hiệp một với nhau thì người làm cái công việc này, người làm công việc khác thì cũng có thể giúp được cho nhau một số ít nữa. Tôi nói là có một cái việc nó nhỏ nhỏ thôi mà tôi cũng được cái sự khích lệ rất là nhiều từ nơi ông Mục Sư John đến với hội thánh chúng ta tại đây. Đó là ông có cái buổi sáng thứ bảy đến để mà giúp cho một vài người học tiếng Anh thôi, không có nhiều, chỉ một vài người. Nhưng mà khi đến thì tôi có ngồi lại thì ông chỉ cho tôi một vài chữ tiếng Hebrew. Và tôi cảm tạ ơn Chúa là tôi học hai chữ. Mặc dù hai chữ thôi nhưng mà tôi thấy rất là sung sướng, bởi vì trong khoảng thời gian nó rất là ngắn. Nghĩa là ngồi lại có chừng 30 phút hoặc là một tiếng đồng hồ thôi mà học được hai chữ Hebrew. Một chữ về danh Jehovah, một chữ là Giêsu viết bằng tiếng Hebrew, và tôi thuộc cái hai chữ đó cho đến bây giờ. Tôi thấy tạ ơn Chúa rất là nhiều, bởi vì mình có được dịp có cái người anh em của mình biết và chia sẻ những điều đó. Thành ra nếu như hội thánh của Chúa chẳng những chúng ta muốn nhận những cái quyền phép từ lên cái trời, thì chúng ta sẽ được những cái ơn của Chúa ban cho, đó là cái sự chia sẻ từ nơi anh em chị em của chúng ta, người có ơn này người có ơn khác, giúp đỡ lẫn cho nhau. Và điều đó là Kinh Thánh đã nói là mọi người khi mà có được ơn nghe dựng thì chia sẻ và giúp đỡ lẫn cho nhau, thì chính cái điều đó sẽ đem lại cho chúng ta thấy được những cái quyền phép của Đức Chúa Trời Ngài ở cùng với mỗi đời sống của chúng ta. Thành ra chúng ta thấy rằng ai tin và chịu phép tem thì sẽ được rỗi. Chúng ta biết rằng quyền phép của Đức Chúa Trời Ngài ban cho các con cái của Chúa trong cái tinh thần khi chúng ta được Chúa sống lại, đó là sự cứu rỗi. Nếu như chúng ta được ơn của Chúa ban cho về các ân tứ thì điều đó là cái điều đáng mừng. Nhưng điều quan trọng hơn của những cái đời sống của chúng ta khi chúng ta có quyền phép của Chúa, đó là chúng ta đem được sự cứu rỗi đến cho những người tin. Bởi vì đây là một cái điều quan trọng hơn hết về các ân tứ. Những ân tứ mà Chúa ban cho là để cặp theo. Chúng ta trở lại với cái câu gốc Kinh Thánh mà chúng ta hay là lấy cái pháp là cặp theo là giảng mà làm cho vững đạo. Làm cho vững đạo có nghĩa là những người đã tin nhận nơi Chúa, họ đã được sự cứu rỗi. Và rồi thì sau đó thì những phép lạ mới làm cho đời sống đó thật sự là kính sợ và yêu mến Chúa. Ngày hôm nay thật sự là Chúa vẫn còn làm phép lạ cho những người ngoại, cho những người chưa tin nhận Chúa. Và theo cách của chúng ta đó,
Chúng ta thường hay đi cầu nguyện cho người này khác được chữa lành bệnh và cầu nguyện cho những người được đuổi quỷ. Nhưng mà chúng ta thấy cái điều quan trọng nhất là những người mà họ chưa tin nhận Chúa thật sự, họ chỉ trông cậy nơi những cái phép lạ như là được chữa lành bệnh, như là được đuổi quỷ, như là được giải thoát khỏi cảnh nghèo khó, đó là những nan đề này nan đề khác. Sau khi mà họ nhận được cái kết quả rồi thì họ trở lại với cái đời sống của thế gian, của cái đời sống đầy những cái điều tội lỗi, cho họ không còn có cái sự ham thích để mà tìm kiếm những điều thiêng liêng hay là những ân tứ, những cái điều mà làm cho cuộc sống của họ có được cao cả hơn, tốt hơn nữa, hơn là những điều mà họ đã nhận được từ nơi những cái ân huệ từ nơi Chúa Trời ban cho. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng nếu như một cái nơi chốn, một cái hội thánh mà chúng ta không xây dựng trên cái nền tảng của sự cứu rỗi của Chúa, tức là làm cho mọi người thật sự yêu mến Chúa, thờ phượng Ngài và hưởng được nhiều hơn phước của Chúa, chứ không phải chỉ là một cái khía cạnh nào thôi, thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta không đem được đến cho những người khác cái niềm tin vững chắc. Bởi vì cái gì mà loài người đạt được rồi, đạt được cái ý muốn của mình rồi, thì tất cả những cái điều khác họ sẽ không còn tiếp tục nữa. Đó là điều mà chúng ta thấy là tại sao mà ngày hôm nay các học sinh khi mà học kết quả đại học xong rồi thì bao nhiêu bài vở, bao nhiêu bài thi của trường lớp họ không còn quan tâm đến nữa. Đây là cái mùa hè mà chúng ta thấy ở trong gia đình các con em của chúng ta đã qua được cái kỳ thi học kỳ của cuối năm rồi, chúng ta thấy các em nó ra sao? Các em nó không có còn lớn, không có còn muốn cầm đến cái quyển sách để mà học nữa, quyển sách toán, quyển sách lý hóa, quyển sách vật lý mà các em rất chăm chú từ trong cái năm học, rất phải cố gắng học làm sao để mà làm được bài thi, nhưng mà tới cuối năm thi xong rồi là coi như những quyển sách nó quăng qua một bên, nó cầm lên cái gì, cái máy tính chơi game, nó cầm lên những cái nó ngồi cứ coi tivi vậy thôi, coi những phim ảnh. Nó đạt được cái mục đích đó rồi. Rồi trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, tại sao mà chúng ta nói là có nhiều người mà họ chỉ mong được cái được giải cứu về cái vấn đề tài chính về vật chất thôi đó, thì khi mà họ khó khăn, họ khổ sở thì họ đến với Chúa một cách rất là thấm thiết. Nhưng mà đến khi mà họ trở nên được giàu có, được đầy đủ tiền bạc tiện nghi ở trong cuộc sống rồi, thì chúng ta thấy là cái đời sống tin kính Chúa, yêu mến Chúa, nó sẽ không có còn sốt sáng, không có còn diên thành như lúc ban đầu nữa. Và đó chính là điều mà Chúa nói với hội thánh Ê-phê-sô. Chúng ta sẽ thấy trở lại với hội thánh Ê-phê-sô trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu số 5 đó, thì Chúa lời của Chúa nói cho hội thánh Ê-phê-sô đoạn thứ 2 câu số 5, chúng ta cùng mở ra trở lại để chúng ta sẽ xem thấy rằng lời của Chúa trách hội thánh Ê-phê-sô một cách rất là nhiều về cái tinh thần của họ. Ê-phê-sô đoạn 2 câu số 5, xin lỗi, sách Khải Huyền đoạn thứ 2 câu thứ 5. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình. Bằng chẳng vậy ta sẽ đến cùng ngươi, nhưng không ăn năn thì ta sẽ cắt chân lẻ của ngươi khỏi chỗ nó. Cái sự sa sút đó là họ đã được đầy đủ, họ đã được giàu có, họ đã được mọi việc ở trong cái đời sống của mình thỏa mãn theo cái mục đích của họ rồi. Cho nên họ không có còn nhịn nhục, họ không còn chịu khó, họ không có còn mệt nhọc để hầu việc Chúa nữa. Nhưng cái gì thì họ cũng có thể hầu Chúa được hết. Nhưng mà những cái tinh thần của những cái sự nhịn nhục, của sự chịu khó, của sự mệt nhọc thì họ không có nữa. Chúng ta thấy rằng biết bao nhiêu điều mà một hội thánh khi mà chúng ta được Chúa ban ơn, được Chúa chúc phước, thì chúng ta sẽ thấy rằng những cái điều kiện về vật chất nó không có khó. Nó không có khó đối với Chúa Trời khi mà một cái đời sống, một cái hội thánh được Chúa ban phước cho về mặt vật chất. Nhưng mà cái điều khó hơn đó là khi mà được đầy đủ rồi thì trong hội thánh nó có còn sốt sắng để tìm kiếm chiên lạc nữa không?
Chúng ta hãy nhìn lại rất là rõ các hội thánh Tin Lành ngày hôm nay có những nhà thờ rất là lớn, nhưng mà cái những buổi truyền giảng không có một người tin nhận Chúa. Rồi có những buổi truyền giảng họ bỏ ra hàng tỷ bạc để tổ chức những chương trình hoành tráng của các ban nhạc, của những màn về sân khấu, về ánh sáng, về âm thanh, tất cả đều rất là tốt, nhưng mà số người tin nhận Chúa thì không có bao nhiêu hết. Cái lòng thật sự khao khát yêu mến Chúa của ban đầu của một cái người khi mà mới tin nhận Chúa đó, nó không có còn nữa. Đây là một cái điều rất là khó để mà chúng ta có thể tái lập lại, nếu như chúng ta thật sự không phải là những người đau ở một chút ngay từ lúc bắt đầu, để được rèn tập, để được rèn luyện từ những cái lúc khó khăn cho đến khi chúng ta được thành công, được kết quả, mà chúng ta vẫn duy trì được cái nếp sống yêu mến Chúa như vậy. Cho nên Chúa luôn luôn cho chúng ta thấy rất là rõ rằng nếu như các sứ đồ mà họ không thật sự nhận lấy quyền phép của Chúa ban cho, mà họ không được ở trong những sự dạy dỗ từ nơi chính Thánh Linh của Chúa và chính Chúa cùng đi với họ, thì mọi việc của con người, mọi thành công của họ ban đầu cũng sẽ trôi sông trôi biển cả. Nếu không bởi quyền năng của Thánh Linh thì dầu cho hội thánh ở tại thành Jerusalem có thể mỗi một tuần như vậy 3.000 người hay là hàng 5.000 người trở lại đạo rất là dễ dàng, thì có thể một vài năm sau, năm ba năm sau, nếu bởi cái con người xác thịt của họ, bởi lòng sốt sắng, bởi tài năng của Phi-rơ, bởi tài năng của sứ đồ Gia Cơ hay là sứ đồ Giăng, chúng ta sẽ thấy rằng hội thánh đã tan rã ngay từ ban đầu. Nhưng mà không, chúng ta thấy rằng Chúa ban cho những phép lạ để mà cập theo. Và những phép lạ đó, những quyền phép đó không phải chỉ là những ân tứ, bèn là có cả những thử thách gian nan nữa. Khi ông Phi-rơ ở trong ngục và hội thánh cầu nguyện, thì Chúa sai thiên sứ của Chúa đến với ông Phi-rơ ở trong ngục và dẫn ông ra khỏi cái cửa ngục một cách rất là rõ ràng, và khiến cho các môn đồ trong cái sự nghiệp một cầu nguyện đó họ thấy chính các môn đồ của Chúa, họ biết về quyền năng của Chúa thật sự, và điều đó khiến cho hội thánh được vững đạo. Chứ còn nếu như mà ông sứ đồ Phi-rơ bởi thiên sứ của Chúa dẫn ra, nhưng các người ở tại thành Jerusalem mà họ cầu nguyện nhưng mà họ không có tin vào cái sự cầu nguyện, không tin nơi quyền năng của Chúa có thể can thiệp được, và họ chỉ nói với nhau bằng những cái từ ngữ của con người xác thịt, chúng ta sẽ thấy rằng những cái cho dầu ông Phi-rơ đi ra nói về ơn của Chúa, họ cũng không có tin đâu. Nếu họ không có sự cầu nguyện thì ông Phi-rơ đi ra khỏi ngục và đến nhà của bà Mary cùng với các môn đồ đang cầu nguyện tại thành Jerusalem đó, ông nói, nhưng mà các môn đồ kia họ không bao giờ tin. Nhưng mà trái lại, trong cái tinh thần hiệp một cầu nguyện, và khi ông Phi-rơ nói thì các người này họ bởi đức tin, bởi Thánh Linh của Chúa ở trong họ, họ đều tin. Thành ra chúng ta biết rằng cái quyền, cái điều mà chúng ta học nơi quyền phép của sự sống lại đó là Chúa có đồng công hay là Chúa có cùng sống lại, Chúa cùng ở với tấm lòng của mỗi một con người mà chúng ta đang hoặc là đã bị chôn vùi những cái sự mạnh mẽ hay là đức tin của mình ở trong Chúa chưa, Chúa hay không. Đây là những điều mà khiến cho nhiều hội thánh hay là chính đời sống của chúng ta nó đã phai lạc đi cái lòng yêu mến lúc ban đầu, vì cớ cái tinh thần chúng ta có cầu nguyện nhưng chúng ta không có tin. Chúng ta cầu nguyện với Chúa hoặc là cầu nguyện với anh em của mình, nhưng mà khi một cái điều xảy ra thì chúng ta cũng nói theo như cách của người đời, chúng ta không còn chịu cái sự khó nhọc, chúng ta không có nhịn nhục, chúng ta không có chờ đợi để xem cách mà Chúa đã làm cho anh em chúng ta để chúng ta cùng ngợi khen và tôn cao danh của Chúa đâu. Và khi đó mọi việc giảng đạo, mọi cách mà chúng ta đang làm đều nó trở thành vô nghĩa, và những người ngoại đạo cũng không thể tin nhận nơi quyền năng của Chúa cả. Cho nên chúng ta thấy rằng ai chịu phép báp têm thì sẽ được rỗi, nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. Điều này chúng ta cũng có thể thấy rõ ở trong Chúa. Ngoài việc Chúa ban quyền phép cho kẻ tin thì Chúa còn đoán phạt những người không tin.
Hội thánh lúc ban đầu chẳng dựng được, Chúa ban cho những cái quyền năng, những ân tứ. Nhưng mà với những người phạm vào những quyền năng của Thánh Linh của Chúa cũng đều bị hình phạt. Anania và Sapphira là một câu chuyện rất là điển hình để cho cả hội thánh đều thấy rằng nếu như ở trong Chúa mà cái đời sống nó trở nên quá, phải nói là quá xem cái cá nhân của mình, những cái điều mà mình đã hứa với Chúa nó trở thành giống như là một cái lời hứa với người đời, không còn có những cái giá trị mà sau khi mình đã nhận được những cái ơn tứ, cái quyền năng của Chúa nữa, thì lúc bây giờ họ bàn với nhau, Anania và Sapphira hứa với Chúa rằng nếu mà tôi bán hết giá tài của mình thì tôi sẽ hầu việc Chúa, sẽ để lại cho nơi chân cái môn đồ để giúp cho những người nghèo khó giống như người khác. Nhưng mà sau đó thì khi bán xong cái tài sản của mình rồi thì họ bàn với nhau phải giữ lại để lo cho mình, giữ lại cho tương lai của mình, giữ lại cho con cái của mình, giữ lại cho những người thân của mình. Bởi vì nếu mà mình dâng hết cho Chúa theo cái lời hứa như vậy thì ai sẽ lo cho bản thân của mình? Biết đâu với ông sứ đồ này họ sẽ có chia cho những người nghèo, hay là họ đang ăn sáng ăn bớt. Chúng ta xem với một cách làm việc của một con người mà không tin đến Chúa Trời, nó sẽ có nhiều cái yếu tố mà ở trong đó có những sự xét đoán, có sự suy nghĩ lệch lạc, có những điều mà chúng ta sẽ thấy là trong lòng của con người không có một cái thật sự tin quyết về quyền năng của Chúa Trời ở trong những công việc đó. Và khi mà họ đã suy nghĩ như vậy thì ai là người thiệt hại, ai là người bị đốt phạt? Nếu họ là những người mà đã tin nơi Chúa Trời rồi, tin nơi quyền phép của Chúa đã có xảy ra rồi, thì bây giờ chính họ là những người sẽ chứng kiến việc điều đó. Giữa họ và các sứ đồ thấy rất là rõ việc kết quả xảy ra. Đó là khi ông Phi-e-rơ hỏi Anania và Sapphira, chỉ hỏi thôi, và họ trả lời không quá thành thật. Thì sau đó thì Phi-e-rơ nói là sao các ngươi nói dối Thánh Linh? Không phải là nói dối sứ đồ, không phải là nói dối một thánh, nhưng mà sao người nói dối Đức Thánh Linh? Đây là điều mà chúng ta biết rằng ở trong cách cư xử, ở trong đời sống của chúng ta, hay là của nhiều người ngày hôm nay, những cái ơn của Chúa ban cho mình nó không có còn nữa. Có thể lắm rằng mỗi một người Chúa đốt phạt cách khác nhau. Không phải là Chúa cũng sẽ đốt phạt ai cũng là phải ngã lăn ra chết giống như là Anania và Sapphira như vậy đâu. Thành ra có nhiều người thấy rằng mình không có bị chết gì cả, không có lấy cái điều đó để làm sợ, hoặc là không phải là đem câu chuyện đó ra để mà hù dọa hội thánh được. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng có những cái sự đau khổ, có những cái sự chết chóc là khác ở trong cái cuộc sống của mỗi người khi chúng ta không làm trọn những cái lời mà chúng ta đã hứa với Chúa. Chúng ta ở trước mặt Chúa, Chúa không có bắt buộc chúng ta phải hứa với ai hết. Nhưng mà trong mỗi tấm lòng chúng ta có Thánh Linh của Chúa, và nếu chúng ta muốn được quyền phép của Chúa ban cho, nếu chúng ta muốn ơn được càng thêm ơn, cho nên chúng ta muốn thấy rằng tại sao có những người được Chúa ban ơn, được ơn này lại được thêm ơn khác. Có người được những cái Chúa ban cho những cái điều này, Chúa lại ban thêm cho những cái điều khác. Chúa không có lấy lại những cái ơn mà Ngài đã ban cho. Và những quyền phép của Chúa, Chúa có thể sử dụng cho chúng ta nhiều cái cách khác nhau. Chúng ta có thể làm được mọi công việc, và chúng ta có thể hầu việc Chúa ở khắp mọi nơi, mọi chốn, mà chúng ta không có bị một cái điều gì để ngăn trở cả. Thành ra chúng ta thấy một cái điều rất là rõ, đó là Chúa khiến cho các môn đồ sau này họ có phải chỉ hầu việc Chúa ở tại thành Jerusalem không? Chúng ta thấy khi được quyền phép của Chúa ban cho rồi, họ đi khắp nơi. Lời của Thánh Linh nói với các môn đồ trong cái ngày mà Chúa Thánh Linh giáng lâm trong công vụ sứ đồ đoạn 1 câu số 8 đó, thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ rằng khi mà Đức Thánh Linh giáng lâm cho các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, xứ Samari và cho đến cùng trái đất. Ngày hôm nay Chúa vẫn còn kêu gọi những người hầu vị Chúa để làm cho danh của Chúa được vinh hiển, vẫn có thể đem
những quyền năng của Chúa đến với khắp mọi chỗ mà mình đang sống. Có thể lắm rằm ở tại chỗ này, chỗ kia, tại chỗ mình làm việc, hoặc chỗ mình đi đứng trong chỗ giao thiệp. Nhưng mà khi mà chúng ta có quyền phép của sự sống lại của Chúa rồi, thì chúng ta có thể làm cho mọi người nhận biết được cái điều mà Chúa đang dùng chúng ta. Chúa đang mang những ân tứ đặc biệt. Thành ra chúng ta thấy rằng ở trong những cái nơi mà phát triển những cái hội thánh được Thánh Linh của Chúa vận hành, thì những người yêu mến Chúa họ đều là những người thành công, là những người thành công thật sự, chứ không phải chỉ là những tín đồ mà đi đến nhà thờ không, nhưng mà tên tuổi của họ có thể là những người mà ở ngoài xã hội họ đều biết đến chúng ta. Họ có thể hiểu rõ được những công việc của những người đó làm là những người đang có những sự tôn cao danh của Chúa. Tôi thỉnh thoảng ở trên mạng thì tôi thấy rằng tôi không có quá gọi là đề cao một cái nhân vật nào, nhưng mà tôi thấy rằng có những cái nhân vật nổi tiếng trên thế giới nhưng mà họ vẫn thường xuyên giống như là những cái lời làm chứng rằng họ nhận được những cái ơn của Chúa, những cái quyền năng, những cái điều mà Chúa ban cho, từ những nhà bác học như Albert Einstein hay là những người ở trong các lĩnh vực về truyền giảng như là Billy Graham, hay là những người mà hầu việc Chúa bằng những cái phương tiện, những cái khả năng ân tứ của Chúa cho trong những cái ngành khoa học, trong những cái vấn đề về giáo dục, hay là trong những cái vấn đề về kinh doanh, tất cả mọi sự đều là những người mà họ dâng cái sự vinh hiển cho Chúa Trời. Điều đó cho chúng thấy là quyền phép của Chúa Trời luôn ban cho mọi con cái của Chúa những khả năng vượt bậc, những khả năng vượt trội, để làm cho mọi người nhận biết rằng khi chúng ta đầu Chúa và chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta muốn giúp đỡ cho mọi người, thì không có một cái điều gì mà Chúa không ban cho con cái của Chúa cả. Thành ra chúng ta thấy rằng ngay cả những việc mà chúng ta thấy rằng ở tại đây, khi Chúa Giê-xu nói rằng những việc như là trừ quỷ, dùng cái mới mà nói, bắt răng trong tay, nếu giống uống giống chi độc cũng chẳng hại gì, hãy đặt tay lên cái đau thì cái đau sẽ được lành. Đối với chúng ta thì chúng ta sẽ thấy quá khó khăn. Đối với những người mà khi chúng ta chưa nhận lấy được cái quyền năng và ân tứ của Chúa, chúng ta cảm thấy nó rất là khó khăn. Và thậm chí nhiều lúc chúng ta có thể cảm nhận được rằng cái điều này dường như là Chúa nói những cái điều mà hơi viễn tưởng. Nếu như đối với những đời sống mà khi chúng ta không đặt ở mình ở trong cái quyền năng của Đức Thánh Linh của Chúa, chúng ta sẽ có những cái suy nghĩ rất là lệch lạc theo cách của con người như vậy. Nhưng mà khi chúng ta nhận được ân tứ quyền năng của Chúa một cách thật sự bởi tấm lòng khao khát, chúng ta thấy là Chúa làm công việc của Ngài một cách đúng giờ, đúng lúc. Không phải là chúng ta là những người sẽ không được, nhưng mà chúng ta sẽ thấy là chưa đến lúc, chưa phải là điều cần thiết thì Chúa vẫn chưa ban cho, chứ không phải là chúng ta không được. Chúng ta thấy rằng ông Phaolô có bao giờ muốn cái gì độc hay là muốn rắn độc cắn ông không? Chúng ta thấy rằng ông đi hầu việc Chúa, ông đâu có để ý đến cái chuyện là ông muốn uống thuốc độc, thế thì không như lời của Chúa nói đây đó, là uống chất giống gì độc rồi thì cũng sẽ khám hại khải gì. Thành ra ông thôi, ông đi, ông cứ tìm cách nào đó để mà ông làm sao để thử coi quyền năng của Chúa có hay không. Ông không có làm như vậy đâu. Khi mà ông bị chìm tàu ở tại đảo Bắc Mơ, ông Văn Tơ, thì ông đến trên cái cù lao đó, ông được vớt lên. Ông đi vào trong cái lượng củi để mà bỏ vào cái lửa của thổ dân ra đấy. Thì các thổ dân thấy một con rắn lục bò ở trên tay ông. Và mọi người nói rằng ông này là tay gian ác, thoát khỏi bị chìm tàu rồi, bây giờ thì bị rắn độc cắn thì chết thôi, không có thể gì hết. Nhưng mà ông rảy vào lửa rồi thì cái tay con không có xương dù lên. Mọi người thấy là cái tay con bình thường, và sau đó họ kính sợ, họ biết rằng Chúa có làm việc trong cái lúc đó. Chứ không phải là Phaolô, ông đi tìm con rắn lục để cho bò cái tay con đấy, rồi ông khoe với mọi người rằng coi cái gì coi nè, con rắn lục nó cắn cái tay rồi, có chết không?
Rất là nhiều người đang ngày hôm nay hiểu sai về quyền phép của Chúa Trời bằng cách đó mình đi tìm kiếm những cái gì, những cái lời của hứa rồi mình tìm cách để mà thách thức Chúa, rồi tìm cách làm sao để mà mình muốn nhận được những cái điều như lời của Chúa nói. Những điều đó Chúa không ban cho đâu. Nhưng nếu chúng ta khao khát yêu mến Chúa, chúng ta hầu vì Chúa trong mọi hoàn cảnh, trong mọi lúc, thì Chúa Trời Ngài sẽ sử dụng, Ngài cũng ban cho chúng ta chứ không phải là không ban cho. Chúng ta chưa được chứ không phải là chúng ta không được. Có nhiều người rất trông rất là bình thường trong cái sự hầu của Chúa ngày hôm nay, nhưng mà khi Chúa ban ơn thì những cái đời sống đó trở thành những người họ làm những cái công việc Chúa giao cho đúng vào cái thời điểm đó, và không phải là lúc nào Thánh Linh của Chúa Ngài cũng sẽ hành động một cách giống như là một cái sự khoe khoang, giống như là một sự biểu diễn. Nhưng mà chúng ta hãy nhớ là quyền phép của Thánh Linh của Chúa, khi Ngài ban cho mỗi đời sống của chúng ta thì những cái việc mà Chúa dùng chúng ta đó, nó đem đến những cái kết quả rất là lớn lao. Sau khi Phao-lô đã rải con rắn lục vào trong lửa rồi thì việc mà cầu nguyện chữa bệnh, ông được mời đến, ông được làm những cái công việc đó cho tù trưởng của đảo. Một vị tù trưởng không phải là một chuyện dễ. Một người nhân vật quyền thế để mà cầu xin những cái quyền năng của từ nơi Chúa Trời không phải là chuyện bình thường. Nhưng khi Chúa đã ban cho người ta chứng kiến và những quyền rất là rõ ràng như vậy thì đã đem đến những cái kết quả lớn lao là cả cái đảo đó nhiều người xin nhận Chúa và thờ phượng Ngài. Đến nỗi chúng ta thấy là khi mà ông Phao-lô ẩn ra rời khỏi đảo đó thì Kinh Thánh nói gì ở tại đây thì tôi xin đọc để cho chúng ta thấy rằng sau khi mà Phao-lô rời khỏi nơi đó, trong Công Mục Sứ Đồ đoạn 28 câu số 9 và câu số 10: nhân đó ai nấy trong đảo có bệnh đều đến cùng Phao-lô và được chữa lành cả. Họ cũng tôn trọng chúng ta lắm, và lúc chúng ta đi thì sửa soạn mọi đồ cần dùng cho chúng ta. Một cái kết quả nó phải có một cái sự thay đổi, một kết quả là nó phải có cái sự tôn trọng. Chúng ta nên nhớ đây là một điều mà Chúa làm, không phải là ông Phao-lô ông có cái quyền phép của một cái người có quyền uy, nhưng bèn là của một người phục vụ hầu việc. Và khi ông đã hầu việc phục vụ như vậy rồi, những cái kết quả tốt đẹp là người ta đều cần đến và người ta cũng được tôn trọng. Và khi đó chúng ta thấy là danh của Chúa được cả sáng, và những cái niềm tin sau khi ông Phao-lô rời khỏi nơi đó thì chắc chắn rằng tại nơi đó họ đều đầu phục Chúa, họ cũng thờ phượng Chúa một cách rất là tốt lành để duy trì đức tin và được lớn lên trong đức tin. Chứ họ không phải là vì cớ có cái phép lạ tại đó, ông Phao-lô làm rồi thì sau khi Phao-lô làm rồi rời khỏi nó đi rồi thì cái đảo đó trở lại theo thờ những thần tượng ngoại đạo đâu. Niềm tin ở trong Chúa và những phép lạ của Chúa làm để cho vững đạo. Ngài cặp theo là để cho mọi người tin và tin suốt cả cuộc đời của mình, và còn sẽ đến những cái ơn phước khác, những cái điều tốt đẹp khác nữa ở trong cái đời sống của họ. Cho nên chúng ta thấy rằng khi Chúa ban cho chúng ta những cái quyền phép của sự sống lại, tức là ngày hôm nay vẫn còn những cái điều đó ở trong hội thánh của Chúa. Khác với các tôn giáo của ngoại đạo, đó là Cơ Đốc giáo là tôn giáo của phép lạ. Mỗi con cái của Chúa, chúng ta đã từng trải những điều đó và chúng ta có thể xác nhận được điều đó. Nhưng mà có một cái điều đó là chúng ta có trở nên những người đem sự cứu rỗi đến cho những người khác, và chúng ta có thật sự để mà chúng ta khao khát để mình trở nên những người hầu việc và phục vụ Chúa một cách thật là khiêm nhường và tận tâm hết lòng để danh của Chúa được cả sáng, thì đó là điều mà Chúa đang kêu gọi, Chúa đang thách thức các hội thánh, chứ không phải chỉ riêng chúng ta đâu. Bởi vì các hội thánh làm trên đất nước Việt Nam ngày hôm nay, chúng ta đều thấy một cái điều đó là nhà thờ thì lớn, tín đồ thì đông, nhưng mà cái tinh thần, cái tấm lòng và những cái phép lạ của Chúa thì không còn nữa. Thậm chí có những người mà gọi là những đã từng trải trong
hội thánh kinh nghiệm đó, những mục sư mà thậm chí có cái quyền uy ở trong giáo hội đó, họ cũng nhiều khi họ cũng tuyên bố rằng phép lạ của Chúa ngày xưa hết rồi, ngày hôm nay không còn nữa. Và cái điều đó là một cái sự phạm thượng đến chính Đức Thánh Linh rất là lớn cho nhiều hội thánh và nhiều người, mà chính những người đó họ chuốc lấy những cái sự sai lầm hay là những cái tội, những cái điều mà họ phải trả giá rất là nặng ở trong chính đời sống hiện tại và trong cái đời sống của trong khi mà Chúa trở lại. Thành ra ngày hôm nay nếu chúng ta cũng là những người mà đang ngồi ở tại đây, mà nếu ai hỏi với chúng ta một cái điều đó là phép lạ ngày hôm nay còn hay không, chúng ta nói hết rồi, giống như các mục sư khác đã từng tuyên bố vậy đó, thì chắc chắn rằng chúng ta cũng sẽ hết rồi, chúng ta sẽ không còn gì nữa đâu. Đời sống của chúng ta ngày hôm nay hãy cẩn thận về những cái điều đó, hãy khao khát Chúa, xin Chúa ban cho chúng ta có ân tứ, có quyền năng, và điều quan trọng nhất là chúng ta không có những cái sự phạm thượng đến chính Đức Thánh Linh. Chúng ta không có một cái đời sống mà chúng ta xem thường những cái lòng yêu mến Chúa trong ban đầu của mình. Khi chúng ta tin nhận nơi Chúa, lúc ban đầu chúng ta khao khát Chúa như thế nào, khi chúng ta khó khăn chúng ta cầu nguyện với Chúa như thế nào, khi chúng ta bệnh tật chúng ta cầu nguyện với Chúa như thế nào, thì ngày hôm nay những cái điều đó chúng ta đã được rồi, thì chúng ta đừng có quên cái việc đó là chúng ta phải hầu nguyện Chúa, và mỗi ngày chúng ta hầu Chúa thì phép lạ của Chúa sẽ vẫn cập theo, ân tứ của Chúa vẫn sẽ không rời khỏi chúng ta. Có nhiều người mà tôi nói một cái điều đơn giản thôi, đó là khi mà tôi gây dựng hội thánh đó, thì có những người đường ở thành phố không có biết gì hết á, mà sau thời gian tôi nói là thôi đi, tôi đi thăm viếng đi, thì đi thăm viếng xong khoảng dài 3 tháng rồi thì nói là cái đường thành phố này chỗ nào tôi cũng biết hết. Họ sau này họ làm ăn cũng được rất là dễ, bởi vì đường thành phố mà đi thông thả, đi biết hết thì rất là dễ trong cái việc mà trong nhiều cái công việc khác của đời sống họ. Rồi có những người thì khi mà đi với tôi đi cầu nguyện phụng hoàng thì họ nói là tay tôi yếu lắm, đi nhiều khi đi ban đêm không được, không thấy đường được, còn không làm được. Đó là cái điều mà chị Quỳnh Thị Vân chị nói đó. Nhưng mà rồi sau đó thời gian là chị chạy xe ban đêm, là chạy nghĩa là đi nghĩa là rất là vững vàng và đi xe rất là không có sợ nữa, không có lo mình sẽ bị té gì nữa. Và chị cảm ơn Chúa bởi vì có được dịp để đi cầu nguyện buổi tối và đi trên xe không có còn sợ bị té, bị tai nạn gì cả. Còn chị Ngọc Thu thì khi mà đi đến đây nhóm thì chỉ đi cả xích cả sụi mà đi lên cái thang cũng không nổi nữa. Chị đi nhóm mỗi lần nói chị là nên đi nhóm thế này thế kia thì chị rất là ngại, bởi vì nó lên trên cao thì chị đi không có nổi. Nhưng bây giờ thì sao, chị đi các tỉnh miền Tây, chị đi chỗ này chỗ kia, không có biết đi xe nhưng mà biết đi xe Grab, không biết đi xe nhưng mà biết đi xe buýt, đi chỗ nào cũng đi cũng được hết, một cái nơi hết, và hầu nguyện Chúa cách rất là sốt sáng trong các công việc mà Chúa giao cho chị. Còn sư Tú thì khỏi nói rồi, hồi tôi biết ổng là ổng ngồi trên chiếc xe đăng đó là ổng quẹo cái đầu này, lúc ổng chưa có gia đình á, ổng quẹo cái đầu mới gì vậy bỗng ra trên cái tờ báo Tuổi Trẻ mà tôi lúc bây giờ tôi có thấy đăng hình ổng á là ngồi quẹo cái cổ và không có thể làm cái gì hết. Nhưng mà khi mà tin Chúa thì bây giờ chúng ta thấy là ổng đi khắp mọi nơi hết, bây giờ đi qua Mỹ ổng đi sang bang này bang kia đủ chỗ hết, không có cái chỗ nào cũng đi được hết. Tôi thấy rằng đây là những cái điều mà chúng ta đừng xem thường quyền năng của Chúa, đừng xem thường cái phép lạ của Chúa. Nếu chúng ta được Chúa giao cho công việc gì mà chúng ta nói là tôi không làm gì được hết đâu, hay là khó lắm, cái đó là cái câu nói mà rất là thường xuyên từ nơi cửa miệng của chúng ta khi mà chúng ta làm những công việc cho Chúa hay là công việc gì đó. Nhưng mà nếu chúng ta để là Chúa sẽ ban quyền phép cho chúng ta thì không có công việc gì khó khăn cả. Từ những cái bệnh tật yếu đau, từ nơi những trở ngại về phương tiện, nhà cửa, xe cộ hay là tất cả cái điều gì, Chúa đều sanh bằng hết. Nếu chúng ta thật sự muốn đi ra và trở nên những người làm chứng về quyền năng của Chúa. Và tôi cũng lặp lại một điều nữa, đó là làm chứng đây không phải chỉ là cái dùng cái mô miệng của mình, nhưng mà là sẽ phải làm những công việc ích lợi, giúp đỡ cho mọi người để nhận được sự cứu rỗi, để nhận được quyền năng, được tình thương của Chúa, để được sự tha tội. Thì chính điều đó Chúa sẽ ban cho chúng ta những ơn tứ và những điều rất là kỳ diệu cho cuộc sống của mình trong tất cả mọi điều. Nguyện xin Chúa cho chúng ta thấy rằng Chúa đã sống lại và Ngài ban quyền phép các môn đồ
thì ngày hôm nay những điều đó vẫn còn với hội thánh của Chúa, chứ không phải là những điều đó chấm dứt đâu. Và Chúa vẫn sử dụng chúng ta đúng lúc, đúng bây giờ khi chúng ta có khao khát và chúng ta thật sự mong ước được trở nên những người hầu việc, những người phục vụ, những người khiêm nhường để làm công việc Chúa. Đó là điều mà Chúa sẽ ban cho chúng ta. Bây giờ xin mời hội thánh chúng ta đồng đứng lên để chúng ta cùng đi tiếp cùng. Trời yêu của chúng con, muốn cảm tạ ơn Cha vì Ngài có giúp đỡ cho chúng con, ban cho chúng con được làm con của Ngài và được học lời của Chúa. Và Chúa sống lại không phải chỉ ngày xưa, mà ngày hôm nay Ngài vẫn còn ở trong mỗi đời sống của chúng con qua Thánh Linh của Ngài, qua quyền năng của Ngài đã cập theo để làm cho đức tin của mỗi người trong chúng con đều thấy vững vàng. Xin đừng để cho chúng con bị những sự thỏa mãn của tấm lòng riêng tư mà chúng con quên đi rằng chúng con đang được Chúa kêu gọi để hầu về Chúa nhiều hơn nữa. Chúa còn đang sử dụng mong mỏi chúng con rằng chúng con đã hứa nguyện, chúng con đã mong mỏi điều gì trước đây khi lòng của chúng con đang sốt sắng nóng nảy, thì Chúa vẫn muốn cho chúng con đừng để cho những điều đó tắc liệm trong tấm lòng, trong đời sống tình kính của chúng con. Khi thời gian đã trôi qua, khi những năm tháng của cuộc đời của chúng con đã chồng chất lên và những nhu cầu của chúng con không còn nữa, bởi vì chúng con đã thấy Chúa đã ban cho mình đầy đủ hết mọi sự rồi, thì điều Chúa vẫn kêu gọi, Chúa mong mỏi chúng con là còn biết bao nhiêu những linh hồn đang hư mất, còn biết bao nhiêu những cơ hội dịp tiện mà chúng sử dụng chúng con cho những công việc ích lợi, đem tình thương của Chúa, đem sự cứu rỗi của Ngài đến cho những người lân cận chúng con. Chúa ơi, xin giúp đỡ cho chúng con để chúng con nhận được quyền phép của Chúa ban cho trong cuộc đời của mình. Chúng con xin dâng danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin chúng ta cùng đồng ngồi. Kính thưa Thánh, xin chúng ta chú ý về phần sau của tập tin này ở một cảm tạ và một thầy, và cũng có thông báo của hội thánh gửi đến cho chương trình thánh lễ Phật tên sẽ được tổ chức vào sáng chủ nhật ngày 26 tháng 5 năm 2019 lúc 10:30 tại hội thánh Giám Lý Tân Tạo, số 270/9/20B đường Lê Đình Cẩm, phường Tân Tạo, quận Bình Chánh. Chủ lễ sẽ đầu sự với Dũng và những chương trình sẽ là cô ủy viên một ít. Những con cá chúa nào ở trong cái chương trình gì đó thêm thì ta sẽ lưu ý và ta sẽ liên hệ với tổ chức để rồi biết rõ cái địa chỉ và nơi đến để bị dễ dàng. Thì giờ này hội thánh chúng ta sẽ bước vào thì giờ tất cả sẽ hội thánh là bên nhau chúng ta một lần. Chúng ta cùng bài cầu chung bài hát giải soạn bài chúng ta cùng khởi sự. Lạy Cha chúng con ở trên trời, nhân Cha được tôn thánh, Chúa Cha được đến, chỉ Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay và ăn đủ ngày, xin tha tội lỗi của chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội cùng chúng con, xin cho để chúng con bị an độ, xin cứu chúng con khỏi điều ác, vì nước quyền vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Cầu xin ban ngôi Đức Chúa Trời, ban tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân điển của Đức Chúa Giêsu, sự cảm thông của Chúa Thánh Linh và các ơn phước từ thiên đàng xin đổ xuống cho con dân của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ tái lâm. Amen. Amen.